Nên tại chắc ở lời đấy như là hai ông đi ở bộ thời khỏi tích nên tại tôi bị ô chát đấy à nó chắc ở như là hai ông đi biết biết mà ca và ca nơi ở user anh đang ở lúc user và ca đo permission ao user là chắc ở permission cái tại tôi permission cứ ở trong ai đo permission ao full the user nắng rồi còn anh ai custom còn ai khác khác ba được cái chỉ cố đấy bạn ở nội tục khác khác đấy chắc ở nấy cứ rất ba ông đi ao để grant user any table chắc còn ai bậc cao thẹp bò xanh xanh này còn ai bậc cao bịu này còn ai bậc cao nơi sequence này còn ai bậc cao trigger lơ đã đập bay vào dương nè chắc cả đây là bao tha dương đo set out user nấng còn bậc cao ba là thẹp bò này chắc dương grand có thẩm đây user mất ba này này cả đây đó thì các tha trong ai còn bậc cao bịu bán đây bậc cao sequence đặt bán chắc dương grand thẩm bịu đúng không dạ ấy và chắc là cái phở bách ok như à là bọn anh em mở đấy chắc là đấy ở như miền như một ca user xem form là thay abc thì chẳng thể nhìn lục chào lắm nhưng mà trên đường lục anh em mở việc việc mình ca lục và cả lục user ở bàn này slow tại chắc ở cái này như là g select star from all user chẳng như thế select star from all user chẳng miền đây thả mạch miền đây thả nghĩa như select vô user mà như thằng ong màu này chẳng như cái user mỗi mua thả db underscore abc và db underscore abc chẳng cả đấy là như trong lục user nâng cháo nên ông như anh sẽ biết thả drop đấy user db underscore abc Yeah. Error. Report. Call. Copy. Okay, cascade with it. Drop user abc time pi cascade ni mui tiet ya ana pi cascade nang mien tha ka nei da vi busy na ka nei da jeung bo jeung lup pa ni mien tha bo jeung ba ka phliem jeung lup phliem pa nang ka ba na kom tae da sa da jeung ni log in chou ni ni ba log in chou lue ni hay ba log in chou jeung thop thuei lue user nang hai jeung grant jeung add permission da user nang hai jeung bo jeung lup pa te jeung ka ba na jeung to ta tham ba pi cascade ni mui cascade mien tha delete tâu admin call ấy từng ốc để kia cascade rồi dù mà thay chỉ biết busy lần đấy hay chơi tầm bơ này ở tầng tầng đấy tầm bơ cái tầm bán anh ạ Yeah. User db underscore abc drop chẳng tại bao đây thế chẳng đi lock lock lên châu đây để xạ vừa đó để error bao đây thế chẳng lục chào bao đấy này chẳng ở đấy nhìn lục chào chẳng thì sao thử cao phở thế thế tờ chẳng anh ấy cứ được biết là ca lục user đã dựng ban và ca đã hỏi chẳng ở cả đấy anh ấy cho mà ca là user thứ mấy là ở với nhưng thứ mấy chẳng ở trong c máu create đấy create user chẳng create user mua ấy đấy create user mua ấy chẳng đại mua thì họ mua máu data db cus cho db cus để sẽ chọn cái dân chọn và chắc ở ca và ca user nó này cứ dân thử miên ở password đấy dân thử miên password hay đang ở default cái đấy anh copy một để cho anh vài tam bát nó có trong copy với nhóm tôi các bạn cho nên hiện tại thà db cus anh ấy cứ password chắc cái lại password đấy là anh ấy trong đạn mà anh đã là những một thỏ lớn cầm đạn
mùi bay lâu đã ở pay pi sáng bay dầu thì hóa nữa là mình không password tích lại tích mà chắc là lấy cư ở dân máu create user mua user bao giờ có chút được bao giờ nắng identify by password bao giờ hãy default table space anh ấy cứ user nhưng mà default table space cứ table user và hay là temporary table space thấm hay là quota toàn bộ quota ấy cứ tùm hôm bỏ để tập bao giờ nữa anh tụt bàn một phần nè giáo dân mà on lên đại lễ đấy thôi đại lễ pipon mày giáo viên phở ban là pipon mày rồi giáo dân cả đấy on lên phở unlimited anh ấy đã unlimited mà unlimited on user ok unlimited on user unlimited on chụp unlimited on user này chẳng ở dưới sửa lệch ở viên máu ảnh chút người dân này ở action table space exist chẳng ở này có phía thay user kể thở hoặc thở thu được tầm bệnh chẳng unlimited lưu user bao giờ chẳng ở sửa lệch ở viên máu hay phía thay create hay ở ảnh chút này máu này chẳng mua này máu ấy cứ ở user db cus created chẳng lại này cứ dựng ban bằng cao nơ user muối mua tha db cus đấy db cus đó hay ở password bao nhiêu cứ ở một pay phí 37 hay ở identify eho 2 như màu tại ông này bằng cao bằng phần đó cứ ông này là toàn ai cần đánh châu ba này và cứ dựng bằng cao section này việt ví dụ ông bằng cao section này việt thế cứ vì lọc châu thì đấy chẳng dựng bằng cao section này việt tiền máu chẳng ở sạch sân vào viên đấy nhỉ mang copy tục đấy chẳng ở đấy cứ ở dưới dưới xem máu grant grant create section thu user bao giờ chẳng ở một sinh kỳ ở đang cứ ở db c u f bao giờ đấy chẳng ở lại đấy cứ dưới thử xem chẳng làm đó grant create section thu database bao giờ chúng mua tha db c u f và chắc như sẽ là biết hay như shoot máu này nhưng grand successful rồi nhưng một phần đó cứ ai lock châu được không để tập bay mua tha cus đang bàn này giấy ở đây anh xạ mơ sân tới đấy lock châu xạ mơ đấy giấy nhận đạt tha cu db cu cus underscore con con thân giàu thì đó lấy để tập bay ở db cus password mà phải pi sáu bảy đấy chú trang mới nhận lệnh ngày rồi té thì sạc xe full lấy và chắc như cần đánh châu đất ba này nè cần đánh châu ba này nhất băng tài liệu máu khơi nhỉ đấy chẳng cần đánh ở trong một ca thêm bố một ca toàn ba này để ra toàn mi phẩm mission này ca một ca này thằng ớt và chẳng đám bay một ca thêm bố một ca a ba này lưu đây là bé nắng cứ thử tái từ bậc permission nên từ đó permission ao user nâng thà có miễn sân thử ấy khác chẳng ớt à có miễn sân thử ấy khác chẳng ở dưới chậm đang đạt permission ấy còn chẳng permission nâng cứ như là gì chứ chẳng grant ủa thôi là lớn gì vào đây chẳng nhưng là thà grant create any table một sân ao thì sẽ là phân nâng chẳng bên đây thà user mà nẹ nâng con miễn sân và cao và thêm bô này trong thư sẽ tiếp xe là cả này trong bậc cao phải dũng gọn cả này bậc cao sẽ phân ô tô number sẽ gọn bàn này như vậy đấy và có bậc cao ban là any thêm bô này nhưng mưa khi vớt về cho bạn á giấc một sơ cả này để dưỡng nặng chờ cho em ủi thì hỏi lên dùng đó vui mà mở dồn đấy nhỉ nó đã về anh mình chờ đã về mình chờ chẳng như mưa thà có thứ ba đây là
Chẳng có create any table, create view, create sequence. Sequence cứ dùng mẹp auto number A hồ 2 nữa. Chúng ta hiện cảm ơn và hai create trigger, hai bây giờ trong bàn create edit bia to là hồ rồi, một cái store, một cái function, một cái ấy lạng lạng rồi, từ C hồ 2 nhé. Và hai thú mua này tập bếp vào dưới này, mua user vào dưới này. Chẳng như copy ở đằng đó, hạ đạm màu đó là đó. Và anh đang cứ dưới một đo sân ai quát khắc lạ nâng ọt full ấy còn ta một sân bằng ọt nha trong đo sân ai quát full mong thả thức ai kiểu bán á đôi ở user HR đấy chẳng cái user HR bởi dưới thức ba đây khá trong một ca thay bó của ban trong một châu tần này của ban trong lúc trong cái trong một ca view trong một ca auto number trong x của ban này sẽ chật những cái này nó trong một ca đây full bạc nâng nè phở nè nè dẫn cho một cái full nó cứ phở này grand mua grand db grand ok nhưng enter đây xuống mở slack này dẫn lại tham áo đại máu cứ grand dba nó cứ thật dây dân món nó keyword ở phía grand dba thu user vào dương này đây tập bài vào dương này cứ db sử dụng ảnh dân ấy đại máu dẫn grand dba thu db sử dụng ảnh with admin option bởi xưa anh ấy thật dây của phần nó cứ miên đây tha user CS nó cứ trong thế này các bạn này trong và cao table của ban trong lục trong cái trong và cho tần đây trong lục tần đây trong và cao auto number trigger function ấy được không mà chuột bỏ nó mà chuột mình tên một mặt này lấy từ smart nó user user nó biên chất smart nó admin này anh đang cả đấy anh ấy trong có đó set iPhone bây giờ anh ấy có đó set iPhone thế này bờ khó mẹ nên chọn bạn ấy class link mỏ có thể class link mỏ ở lấy bắt đầu set iCode full cho nó nhưng sẽ lấy lưu viên máu như bị dịch chụp thì chắc ở grand successful rồi chắc mà thay code trong thứ ấy của bạn này phía nào chắc ở lấy cụ thì hóa nhưng sao châu tới nhưng cái end table họ toàn đi fresh hay mơ hai giờ toàn đi fresh đi cái đấy hai cái đấy non tiên sinh nè mấy năm cao ba này giờ đấy là về lớp cao ba này đó đây giống giống bên đứng như anh bậc cao anh lục đi mà có play được không giống ở và chạm đầu tiết permission viết cứ sập khăn ở lại này anh ấy cứ full đấy full permission hai người sân ba giờ khó mình vẫn cứ dừng trong ba này qua tới class dừng ly mỏ của c mỏ và chắc ở tại tôi là cao bậc user hay đang ở to permission và cao section cứ biết là phần năng này chắc ở anh ăn ở bot section hay chạm to từ một điểm